Hello, hello, chào cả nhà ha. Chào mọi người, cả nhà khỏe không? Hôm nay thì mình sẽ đi một cái tông màu rất là siêu dễ thương nha. Những cái tông màu mà trong collection 200 màu nha mấy anh chị. Hôm nay thì mình sẽ dùng một cái màu là màu không. Đây là cái màu không 06 này mấy anh chị ha. Màu 06 trong collection là 200 màu. Và đây là một trong những cái màu mà hot nè, màu 08. Với một cái màu nữa là màu số 10 nha. Tại vì mấy cái màu này là mình sẽ mở ra rồi, nhưng mà mình đẩy lại cho mấy chị thấy là ba cái tông màu ha. Rồi thêm một cái màu nữa là Quyên sử dụng màu trong Coral Pen là OM07 nha mấy anh chị. Cái màu rất là xinh, thì anh chị nào muốn mấy cái màu này thì mấy anh chị có thể là order trên website nha. Hoặc là anh chị gọi vô số phone công ty, cái màu này chuyên làm màu nude nè. Khách nào da màu nào cũng rất là hợp nha mấy anh chị. Làm ombre là cực kỳ là xinh luôn. Và khi mà làm marble đó thì mình có thể hai cái lựa chọn. Một là mình sẽ lựa chọn là crystal clear trong lột powder trong trong á. Hai là mình có thể là sử dụng là màu white nha. Ở trong này hôm nay thì mình sẽ sử dụng crystal clear để mà mình làm cái phần marble, kết hợp chung với bốn màu này, bốn màu ở trên cái phần màn hình của mình nha mấy anh chị, thì nó sẽ ra cái ngón này. Rồi cái ngón này đó ở dưới là Quyên sẽ làm cái crystal clear với bốn cái màu này, nhưng mà khi mà xong hết rồi mình sẽ cover một lớp crystal clear nữa nha, để mà mình cover hết tất cả tổng thể cái design của mình á. Và khi mà mình xong hết mình chỉ cần dũa thôi thì nó rất là dễ cho mình. Cái design marble thực sự rất là dễ nha mấy anh chị. Hello, chào cả nhà ha. Và hôm nay thì mình dùng cái màu rất là xinh. Đây, đó. Hôm nay thì mình đi marble 4 màu. Còn đây là cái màu crystal clear. Rồi, hôm nay mình đi theo cái kiểu mà cái design lấy màu sau nha. Mình sẽ lấy cái màu crystal clear trước. Đầu tiên thì mình sẽ đi cái phần marble trước nè. Trước tiên thì đi để cho cuticle của mình có màu thì mình sẽ đi cuticle trước nha mấy anh chị. Vuốt nhẹ một cái nè, lấy một ít crystal clear thôi, rồi một chút xíu màu. Khi mà mình làm cái thao tác này mấy anh chị thực hiện là nhanh tay một chút thôi, không nè, lấy một ít không, xong bắt đầu mình đẩy đẩy vô đó cho nó loang ra, đẩy đẩy vô đó. Thì mình chỉ cần chăm sóc cái phần cuticle trước thôi mấy anh chị, để phần cuticle của mình nó đừng cho nó có clear khi mà mình dũa đó thì nó giống như hơi bị thiếu màu, nên thành ra cái phần cuticle hai bên thì mình đều có màu hết nha. Mình làm cho nó có đầy đủ tông màu hết, thiếu chỗ nào thì mấy anh chị đi chỗ đó. Tại vì ở đây là mấy anh chị không nhất thiết là mình phải đi dày nha, tại vì lát nữa mình còn cover crystal clear nữa. Mấy anh chị chỉ cần cho cái đường viền của mình nó đẹp thôi là được. Đó, cho nó có màu hai bên ha. Đó, khi mà mình đã chăm sóc cái phần cuticle giống như nó hơi có màu này mấy anh chị, thì mình tiếp tục đi cái phần dưới. Thần phần dưới thì mình sẽ lấy cái màu nó nhiều hơn một chút. Mình có thể là chia nhiều đoạn đi nha mấy anh chị. Tại vì đôi lúc đó mình đi một đoạn nhau giống vậy đó thì nó sẽ bị chạy ra hai bên. Tại vì khi mà mình làm marble đó là mình sẽ cho nó là nó hơi chạy một chút. Và mình không nhất thiết là mình phải đi nhiều, mình có thể là chia nhiều lần để mà mình đi ha. Đó, mình cho crystal clear trước, sau đó là mình sẽ cho những cái màu của mình xen kẽ chung, dùng góc cọ của mình á. Sau đó thì mình sẽ đưa những cái màu của mình lên lên xuống xuống giống vậy nè. Và khi mà mình có những cái đường nét đẹp rồi ha, mình không có vuốt nữa, mình chỉ có cách là mình đè nó xuống thôi.
Đó, mình cắt hai bên rồi để cho nó cái phần bột dư nó mất đi. Tại vì khi mà mình đi giống vậy thì mấy anh chị thấy nè ha, thì nó sẽ hiện lên là nó vừa trong, nó vừa màu, và những cái màu của mình nó hòa chung với nhau thì nó sẽ ra một cái marble theo cái mắt nhìn của mình thấy đẹp là được nha mấy anh chị. Tại vì cái này là mình không có đi màu trắng nên thành ra cái phần marble của mình á thì nó sẽ có những cái chỗ mà nó trong trong á. Chỗ đó sẽ là crystal clear nha. Nhưng mà lưu ý là khi mà anh chị mà làm marble đó, cái đường viền mà xung quanh trong cái phần đầu móng của mình á thì mình luôn cho nó là hơi có màu một chút nha mấy chị. Tại vì để mà khi mà mình lên hình á, nó giống như nó không có bị trống á. Nó sẽ không có bị trống nha. Đó, thấy không? Mình sẽ cho cái phần đầu móng của mình hai bên nó đều có màu nha. Đó, chỗ nào mà nó còn thiếu thì mấy anh chị có thể là cho thêm một chút xíu crystal clear. Rồi mình cũng y chang, mình cho những cái màu vô với chung với nhau. Tại vì căn bản thì khi mà mình đi cái phần này đó là mình đi rất là mỏng đúng không? Mình không có hề đi dày nên thành ra mình có thiếu mình cho thêm vô vẫn còn ok, vẫn rất là ok nha mấy anh chị, không có bị dày. Trừ phi là mình đi dày quá nên thành ra tới khi mà mình đi thêm á là nó khó thôi. Còn không mấy anh chị đi thoải mái nha. Ở trong phần này khi mà mình đi marble trong đầy á thì hôm nay thì mình sử dụng thêm một chút xíu kim tuyến nữa. Đây là cái kim tuyến nha. Đây là cái kim tuyến mà trong Food Salad là số 11 thì mình sẽ chọn tông màu đi chung với nhau luôn. Rồi trước tiên thì mấy anh chị sẽ lấy một chút xíu nè. Mình có thể là sử dụng gel hay là không, nhưng mà mình sẽ dùng cái cây cọ của mình chấm một chút xíu kim tuyến thôi mấy anh chị. Tại vì kim tuyến Food Salad hay là những cái tông mà những cái collection kim tuyến của mình á, căn bản là không mix sẵn. Đó, để cho mấy anh chị là mình thoải mái là mình mix nhanh. Tại vì mình chỉ cần một số lượng rất là nhỏ thôi thì mình làm design nó sẽ rất là dễ. Và trong phần này thì mấy anh chị muốn để chỗ nào thì mấy anh chị cứ để chỗ đó nha. Mình sẽ lựa chọn những cái tông màu. Đó, mình cho nó hai đường thôi. Trong cái phần design này anh chị có thể lựa chọn cho kim tuyến hoặc là không, tùy theo là cái design thôi ha. Mình có thể là add on hay là cho thêm những cái design gì vô cũng được. Đó, và tất cả khi mà mình đã xong hết rồi đó, thì mấy anh chị sẽ cover toàn bộ với crystal clear nha. Và trước khi là mình đi đó, mấy anh chị ráng chờ cho nó khô chút xíu đã rồi mình mới bắt đầu là mình đi qua những cái khón khác. Đó, thì nó sẽ ra tương tự giống vậy nè mấy anh chị. So cute ha, rất là xinh luôn. Và cũng trong cái bộ nail này thì mình sẽ dùng coi, mình có hai cái ngón là mình sẽ đắp màu số 10 nha mấy anh chị. Và sắp tới nữa là Christine sẽ có demo show tại Dallas nha. Garland. Thì ngày 21 là Christine tháng 4 này là Christine sẽ có demo show tại Texas Nail Supply nha mấy anh chị. Texas Nail Supply hồi xưa là King Nail Supply cũ nha mấy anh chị ha. Và cũng trong cái tháng đó luôn là ngày 22 và 23 tháng 4 là Christine sẽ có một lớp từ cơ bản tới nâng cao tại Texas nha mấy anh chị. Tại Garland luôn thì anh chị có thể tham khảo đăng ký qua số phone 714-804-9818 nha mấy anh chị. Vào tháng 4 ngày 22 và 23. Rồi xong bắt đầu mình vuốt xuống nha mấy anh chị ha. Rồi vuốt ra khỏi tới phần đầu móng. Ha. Còn về những cái design thì anh chị có thể tham khảo thêm Facebook ha. Christine có làm live trực tiếp ở trên này, giống như chẳng hạn giống như cái marble vậy đó. Nó nhiều lắm, nhiều cái kiểu design, quan trọng là mình sẽ đi theo cái style nào và mình làm theo style đó thôi mấy anh chị. Rồi ngón này ha, thì mình cũng đi là số 10. Mình đắp khoảng là 40-50% thôi. Tại vì hôm nay thì mình sẽ dùng cái màu màu số 08 làm chính cho nó nhạt, cho nó nhạt nhiều hơn đậm ha. Và khi đi hết màu đậm này, lát nữa mình sẽ cover crystal clear lên. Lát hai cái màu hồng này xong á, mình nên cover một lớp crystal clear lên nữa nha mấy chị. Để cho nó cover được cái đường ombre của mình á.
Rồi ngón này thì mình sẽ sử dụng là 08. Mình sẽ chia làm hai lần mình đi ha. Nếu mình chị nào mà tại vì cái độ dài độ lớn nó ở đây nó nhiều nè, thành ra đôi lúc mình đi một cục không được á. Mấy anh chị chia làm hai cục là mình đi âm rầy cục đầu tiên, mình sẽ tạo cái phần âm rầy trước nha mấy anh chị. Đây mình tạo cái phần âm rầy trước. Rồi, xong qua ngón này cũng vậy. Xong. Rồi khi mà mình đã đi xong cục thứ nhất rồi, bắt đầu là mình sẽ đi cục thứ hai nha. Tại vì nếu mà anh chị mà mới bắt đầu đi á, khi mà mình đi xong cục thứ nhất á, mấy anh chị nên chờ khô một chút đã rồi mình mới đi cục thứ hai. Cục thứ hai thì mình sẽ tùy theo cái diện tích cái chỗ mà phần còn lại đó, thì mấy anh chị sẽ lấy cục bột tương ứng. Mình đi theo kiểu mà dạng refill thôi mấy anh chị. Xong hết tất cả rồi mình cover crystal clear lên nha. Chứ trong phần này thì mình có thể lựa chọn, một là mình đi dày không cover crystal clear, hai là mình đi vừa sau đó mình cover một lớp crystal clear nữa. Tại vì đối với những cái màu đậm vậy đó thì mấy anh chị mà mới bắt đầu làm á, là xin khuyên là nên cover một lớp crystal clear để mà khi mà mình tránh trường hợp là mấy anh chị dũa đó là hai cái màu nó mất đi, giống kiểu mà nó sẽ chặn trở thành hai màu riêng biệt luôn á, là nó không có phần ombre á. Tại vì khi mà cái phần này á, nếu mà anh chị nào mới thì tất nhiên mình hay có sợ, mình thói quen mình dụ nhiều á, thành ra mấy anh chị chắc chắn là mấy anh chị cover giùm em đó. Khi nào á, mình cảm thấy mình không có cần dụ nhiều rồi đó, mấy anh chị đắp dày lên không đó, đắp vừa tới vừa đủ nè ha. Không, cuticle của mình á, nó tròn, nó đẹp luôn, nó sát luôn mấy anh chị. Thì lúc đó thì mình chỉ việc là cover thôi, chứ mình cũng không có cần là mình sẽ dụ nhiều. Tại vì cuticle mình đắp vừa tới thôi, vừa đủ thôi là được ha. Lấy thêm miếng này, chỗ này thiếu chút. Đó, lấy lên mình theo kiểu refill á, vuốt nhẹ ha. Rồi xong qua ngón này thì mình cho nó xong hai mấy ngón này luôn nha mấy anh chị. Cho cover một lớp crystal clear tùy là cái tình trạng của cái móng. Nếu mà anh chị thấy nó mỏng quá thì mình cover một lớp cho nó dày lên. Còn nếu mà mình thấy nó vừa rồi, mình cũng nên cover một lớp mỏng lên. Để sao với không mấy anh chị? Để khi mà mình dũa đó thì để tránh là mình sẽ dũa mất cái phần mà ombre mình tạo. Đó, hơi đứng cỏ nè, để dồn cái bột nó xuống dưới cho nó nhiều hơn. Tại vì phần cuticle đây mình đủ rồi. Đó, mình chỉ dồn cho nó đều ra ha. Trong phần này thì mình sẽ cho nó vừa đủ thôi. Đó, lấy một cục cover từ trên xuống dưới cũng được. Còn nếu mà mình thấy đủ rồi, mấy anh chị chỉ cover ngay cái chỗ phần ombre thôi, mỏng mỏng thôi mấy anh chị. Giống như mấy cái like trước vậy đó, tùy theo tình trạng của móng. Ngón này thì mình cover từ trên xuống dưới nè, tại vì ngón này là chưa có cái gì hết. Nó chỉ có cái phần mà marble, phần nền ở dưới thôi. Thành ra mình sẽ lấy cục bột lớn hơn ha. Đó, dài thì mình sẽ đặt ngay cuticle, mình nhích cho nó dài chút, nhích xuống xa chút để lát mình khỏi cần kéo cho nó mệt, đúng không? Đó, rồi xong mình dồn vô, bắt đầu mình xịt cho xuống nè. Rồi xong đó, hơi bị thiếu bột nha.
khi mà thiếu bột thì mấy anh chị cứ đè cho nó xuống hết, cho nó mỏng nhất có thể nha. Đừng có để cho nó dồn chung một cục. Từ xưa khi mà làm á, khi mà gặp trường hợp này mình cứ để cho nó u cục á mấy anh chị. Cứ dồn, cứ vuốt xuống cho nó đủ ha. Xong hết thì mình sẽ lấy cục thứ hai. Và khi cục thứ hai á, tại vì cái phần này mấy anh chị để ý này, cái đầu móng của mình nó không phải là nó có một chút thôi. Thành ra là mình sẽ lấy một cục bột cũng gần như là tương tự, tùy thuộc là cái sợ thiếu nó như thế nào. Mấy anh chị để ngay chỗ này. Sau đó thì mình sẽ dồn ngay vị trí mà cái đường nối á, mình tháp cho nó thật là mỏng. Và phần dưới này mình tiếp tục mình đi thêm một cục nữa. Nhưng mà tới khi mà mình đã dồn bột lên xong á, mấy anh chị là đứng, hơi đứng cây cọ của mình và nối chung ngay cái đường này nè. Đừng cho nó dày ngay cái chỗ đường nối á, cho nó liền chung một cục với nhau. Rồi sau đó thì mình cũng y chang mình vuốt giống như là mình đang vuốt tới cái giai đoạn này vậy đó. Rồi vuốt ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Chỗ nào mà dày mấy anh chị dùng thân cọ mình đè cho nó xuống ha. Đây là cái cách để làm cho nó mất cái đường nối. Nếu trong trường hợp mà mình phiêu hai cục nó lên chung với nhau thì như vậy thì nó sẽ không có thấy cái đường nối nữa, nó sẽ liền chung mấy anh chị. Tại vì ngay khúc mà nó đang thiếu mà mình để chung giống vậy á, thì nó đôi lúc thì nó không có được liền á, chứ không phải là nó không cover được, nhưng mà nó sẽ thấy cái đường nối. Đôi lúc mình làm mình thấy cái gồ ghề hay là mình thấy cái chỗ này nó không có được smooth đó. Thành ra khi mà mình để là mình cố gắng để lên cao chút xíu nữa. Đó, chỗ nào mấy anh chị không muốn nó dày thêm thì mấy anh chị cho một chút thôi. Không, đứng cho nó mỏng xuống chỗ này. Rồi, qua ngón này thì mình sẽ sử dụng cái màu Coral Pink nha mấy anh chị. Màu OM07. Cái này mình đắp hết ngón nè. Cái màu này hơi bị đẹp nha mấy anh chị. Cái màu này hơi đẹp. Đó. Tại vì mình đi cái màu nào cũng được hết. Nếu mà móng dài quá thì mấy anh chị đi hai cục. Không, cục đầu tiên thì mình đi khoảng là 60 hay 70% thôi. Cái khi mà mình thả bột á, mấy anh chị lựa chọn thả dọc, thả ngang đều được nha. Một trong những lý do mình thích thả dọc tại vì nó sẽ không chảy ra hai bên nhiều á. Còn mình thích thả ngang thì mình cứ thả ngang thôi. Đó, vuốt cục bột xuống và ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Vuốt cho đầu móng của mình nó vừa thôi, không có cần quá dài nha mấy anh chị. Xong mình cắt bột thường đa số là mình cắt bột khô chứ mình không cắt ướt. Ướt đôi lúc nó bị đùng trở lại đó. Và khi mà xong hết mấy anh chị dùng cái cây cọ của mình vuốt hai bên ha. Để cho nó đừng có dày hai bên, nó đôi lúc nó bị rớt xuống á mấy anh chị lấy ra được luôn. Rồi đi cục thứ hai nè. Cục thứ hai thì mình lấy cục bột ít hơn một chút. Còn nếu mà mình muốn flat thôi mình lấy ít hơn nữa. Còn nếu mà mình muốn khơi nhẹ thì mấy anh chị lấy nhiều một chút nè. Nhưng mà ít hơn cái cục đầu tiên ha. Thả ở phần cuticle. Khi mà thả này thì mình thả ngang. Thả ngang cũng được. Đó, dồn bột vô phần chính giữa nè ha. Chăm sóc phần cuticle trước. Sau đó thì mình sẽ dồn và tháp bột của mình xuống. Tới đây xong, bắt đầu mấy anh chị vuốt nhẹ xuống. Vuốt nhẹ xuống. Rồi sau đó mấy anh chị chăm sóc hai bên. Ôm vô. Rồi ở đây nữa. Ôm vô. Bên này.
thiếu chỗ nào thì mấy anh chị cho lên chỗ đó ha, một chút thôi. Vuốt, đừng để khô quá thì nó sẽ không có được mịn. Ba ngón này cũng vậy ha, mình đi khoảng là 60 hoặc 70%. Cái cục đầu tiên nè, mấy anh chị đôi lúc cứ có cục đầu tiên á, nếu mà nó mỏng không thành vấn đề, cho mình miễn sao là thân móng của mình nó phải đầy đủ bột nha. Tại vì muốn thơ thì á, mình cũng áp dụng cái cục thứ hai. Đó, cục đầu tiên nè, mình cho nó vô trong trước. Đó, bột hơi chảy chút thì mình sẽ giữ bột một chút nha mấy anh chị. Khi nào nó đứng lại đã rồi bắt đầu mình đi, mình chỉ là giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn thôi. Sau đó thì mình sẽ vuốt nè, cho ngay cái chỗ đường nối nè, cho nó mỏng. Đó, dồn bột vô phần chính giữa nhiều hơn. Bắt đầu mình hơi đứng cái cọ một chút nè, không, mình lấy bột mình xuống, vừa kéo vừa vuốt vừa đè. Đó, để cho cái bột của mình á, nó ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Còn khi mà nó mỏng tính sau, nhưng mà miễn sao cho cái bột của mình nó cho dù mỏng cỡ nào ra khỏi tới phần đầu móng chút đã, để cho cái mặt móng của mình nó đều trước đã ha, mỏng không thành vấn đề. Rồi khi mà nó trong trường hợp nó mỏng hơn bình thường chút thì cái cục thứ hai nè, mình sẽ lấy cục bột cho nó bự ra và mình sẽ vuốt cho nó dài ra, không? Tại vì căn bản thì lát nữa khi xuống maximum cũng tới 80% thôi là được rồi. Hello Hùng Phan, hello chị Anna Nguyễn. Rồi thấy không? Nó thân móng đây nó hơi mỏng chút nè, đừng sợ gì đó. Lấy thêm cục nữa. Cục này nè ha, cho nó bự ra một chút. Ta kiểu cho nó bự ra chút, bắt xác định là mình sẽ vuốt cho nó xuống rồi đó. Không, lấy lên xong để ngay ở phần cuticle nè, không, xong mình nhích xuống cho nó dài ra chút. Đó, chăm sóc cuticle ha. Rồi hai bên ôm, không, ôm nè. Đó, bắt đầu chỗ này mình lôi nó xuống nè ha. Khi mà tới rồi vuốt nhẹ xuống, đó, đè cây cỏ xuống để cho cái mặt móng của mình nó đều và bột của mình nó nằm xuống luôn. Đó, thì như vậy thì nó cover được cái phần thân móng rồi, không? Rồi, chăm sóc hai bên. Lúc nào cũng vậy ha, finish là mình sẽ dùng cái cây cọ của mình, mình chăm sóc hai bên chút. Rồi, xong. Đó, thế là mình đã xong cái phần đắp bột cho cái này nha. À, và khi xong rồi thì mình sẽ là vụ xếp. À, đối với cái bột màu khi mà mình đắp xong rồi đó, mình không nhất thiết là mình phải cover ha. Mình không nhất thiết là mình phải cover cái crystal clear nha. Tại vì cái màu căn bản vụ nó không có bị mất. Trừ trường hợp có một số màu thôi, ombre hay nãy kia thì nó sẽ cần. Mà khi đắp bột màu không á thì mình không cần, tại vì mình cũng không có muốn đủ nhiều nữa. Rồi, khi vũ ha thì mình sẽ xử lý cái under móng trước nha mấy chị, tại vì ở đây là Christine sẽ vũ một bên rồi, để mà lát nữa là mình sẽ lên tiếp tục một cái line tiếp nữa nha mấy chị. Đây, đầu tiên khi mà mấy chị đắp xong á, mình chạy under móng trước bằng cái cây bitui này. Cây này thì giúp tác dụng là phá bột, phá treo nhẹ đó mấy chị, thì là Christine rất là hay giới thiệu cho anh chị xài ha. Cái cây này nha, phá bột, phá treo nhẹ và nó giúp loại sạch những cái phần mà nó bám ở dưới á mấy anh chị, những cái bột dư mà nó dính ở dưới đó mấy anh chị ha. Đó, chạy hết đã, sau đó là mình mới vụ xếp. Đối với cái móng dài khi mà mình đắp á mà nó không có bị mất xếp nhiều á thì mình vụ rất là dễ. Thì đầu tiên lúc nào cũng vậy ha, lấy cái tay của mình á ha, lấy cái tay thôi, lấy móng tay thì nó hơi đau, lấy cái tay của mình á ha, lấy cái thịt của mình, mình đè ngay cái chỗ mà đừng nối dụng móng thiệt móng dạ cho nó xuống đã. Sau đó mình sẽ đưa cái cây dũa vô nè, đừng quá nghiêng nha mấy anh chị, nghiêng quá thì đôi lúc nó vô thịt của khách đó. Mình dũa ngay cái chỗ đừng nối dụng móng thiệt móng dạ cho nó thẳng cái đó.
chỗ nào mà dày mấy anh chị ôm nhẹ vô, ôm nhẹ vô nha. Xong hết mấy anh chị nghiêng nè. Đó, nghiêng 45 độ ha, dụ từ đầu móng đi vô nha mấy anh chị. Đó, và trong tháng 5 là cô Sen sẽ có một lớp từ cơ bản tới nâng cao tại Oklahoma nữa nha mấy anh chị ha. Và tháng 6 thì Florida. Oklahoma với Florida cũng là lớp mà khá lâu là đi, chưa có đi. Oklahoma cũng là lớp đầu tiên luôn nha mấy anh chị. Lớp đầu tiên là mình sẽ đi Oklahoma trong tháng 5 này. Rồi sau đó là mình sẽ dụ cho nó bằng, không, dụ thẳng rồi á. Đó, khi mà hai bên mà nó muốn vuông nhiều quá, mấy anh chị đừng có ép trên này cho nó nhiều quá. Vừa tới thôi, đủ là được nha. Ép nhiều quá thì nó sẽ bị nhỏ đó mấy anh chị. Với lại nhìn nó tròn tròn nữa. Đó, phần dưới cho nó thẳng ha. Rồi bên này cũng vậy. Và khi mà mình thấy cái đầu móng mà thẳng ngay với cái chỗ mà đừng nói dụ móng thiệt móng giả, đó là mình không có dụ nữa dần. Sau đó cho tay khách nằm trên một mặt phẳng á, mình hơi ép nhẹ vô, tại vì hồi nãy là mình đắp á, nó cũng không có phải dày quá, cho nên thành ra là mấy anh chị thấy không có bị mất xếp đúng không? Và trên cái mặt móng của mình á, nó cũng đều rồi đó, nên thành ra là nếu mà nó đều thì mấy anh chị không có cần đánh trên cái mặt móng ha. Còn nếu mà nó không đều thì mấy anh chị mới đánh trên mặt móng thôi. Nên thành ra khi mà mình đắp bột mịn cũng là một trong những cái mà nó giúp cho mình tiết kiệm thời gian khi mà mình có phần dụ xếp á. Tại thường đa số thì móng dài đó, tùy khuôn nha mấy anh chị. Nếu mà nó dài thì mấy anh chị đánh thôi, còn nếu mà nó không bình thường á, thì nó không sao hết. Tại căn bản khi mà móng bột nó khô á, nó rất là cứng. Trừ trường hợp á, mình dũa nó hay bị gãy nhất là ngay cái chỗ mà đường nối giữa móng thiệt móng giả đó, là mình dũa nó bị đứt thôi. Còn nếu mà ngay chỗ này nè ha, mấy anh chị dũa không bị đứt á, là nó sẽ không có bị gãy. Rồi xong bắt đầu mình sẽ dụ đầu móng hết nha mấy anh chị. Tại vì cái phần mặt móng của mình đã mịn rồi đó, nên là ra mình cũng không có cần là mình đánh mặt móng cho nó nhiều quá. Trừ phi trường hợp á, mình cảm thấy là nó không có đều thôi. Còn khi đều á, thì mình bỏ qua cái bước đó nha. Tại vì như vậy á, mình sẽ tiết kiệm được thời gian nhiều. Nên lý do tại sao khi mà làm á, cũng có đôi lúc á, những cái bộ nail mình làm rất là lâu, lấy xếp hoài, lấy xếp mãi luôn. Còn có những cái đôi lúc á, thì cái bộ đó thì nó sẽ dễ hơn. Tại vì đôi lúc mình đắp đẹp hơn đúng không? Đó, mình đắp đẹp hơn thì mình sẽ tiết kiệm thời gian nhiều hơn nha. Đó, trước khi đi á, mình sờ cái, mình thấy mặt móng mịn rồi, giống như ngón này nè, chỗ này nó dày, chỗ này dày chút thì mình sẽ đánh chỗ nào mà nó dày chút. Sau đó là nó đều rồi thì mình không cần đánh nữa. Và xong hết thì mình sẽ dụ cái cây dụ mặt móng bằng cây XF nha mấy anh chị. Và hiện tại thì mình có cái cây XF dài nè. Anh chị nào mà làm móng dài thì mình có thể là dùng cái cây này nha. Và tất cả sản phẩm thì anh chị có thể order qua số phone công ty 7148049288, 7148048688, 7148049688, 7148049918 và 7148049948 nha cả nhà. Và hiện tại là mình có 5 số phone thì sẽ giúp cho anh chị làm order trên online nha. Hoặc anh chị có thể gọi vô số phone lên website của mình là clamsupply.com. Rồi, mình sẽ chạy cái phần critical ha. Rồi, chạy cho nó sạch thôi mấy anh chị. Hiện tại là mình đang chạy cái giai đoạn là cho sạch critical. Rất là sạch nha mấy anh chị. Cây này là cây XF nha.
Cây này là bước cuối cùng trong cái phần mà mình chữa chạy máy, chạy critical. Tại vì cho dù mình chạy đường nào đi nữa, nhưng mà cái phần cuối cùng mà anh chị mà lướt qua một cái cây dép này thôi là bảo đảm là critical của mình nó tròn, nó mịn, nó sạch luôn á. Chứ không có cần dụa nhiều. Tại vì hồi nãy khi mà mình đắp bột á, anh chị để ý là cô xin đắp vừa tới. Đó, mình đắp vừa tới. Nên thành ra tới khi mà mình chạy critical mình chạy vừa tới. Không, mọi thứ thì mình tỉ mỉ một chút xíu thì khi mà mình ra cái phần mà critical của mình đó, nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Nếu mà mình đắp lên da critical thì mình tất nhiên là mình sẽ dùng một cái cây khác để mà mình xử lý nó trước đã ha. Rồi, chạy cho nó đều ha. Đó, và khi mà mình xử lý xong cái phần critical thì mình sẽ bật chế độ nhanh chút. Ở đây thì mình sẽ chạy lướt qua cái phần mặt móng. Đó, mình kéo dài hơn. Tại thường đa số thì nếu mà móng dài là xin hay kéo nó xuống. Thì như vậy mình đi một lần luôn mang chị, tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Mình không nhất thiết là phải đi vội. Tại vì hiện tại là cây dũa XF của mình có tác dụng làm mịn, làm sạch thôi ha. Nó không có bị mất bột đâu mang chị. Nó đi lướt tới đâu á là cái mặt móng của mình nó sẽ tự động là nó sẽ mịn tới đó. Nên thành ra mang chị có thể là chạy từ trên xuống dưới, kéo từ trên xuống dưới ha. Đây ha, hồi nãy chỗ này là mình đi cái phần critical rồi đúng không? Đó, bắt đầu là trên này là mình sẽ đi xuống nè, mấy anh chị. Đi từ trái qua phải, phải qua trái. Và mình có thể đi lại nhiều lần, không nhất thiết phải một lần. Nhưng mà khi mà mình đi tới đâu là lực của mình đều nhau, là mặt móng của mình nó sẽ lướt đều nhau nha. Và hiện tại là khi mà mình đi như vậy đó, thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều cho mình. Tại vì mình đi tới đâu là cái XF của mình làm cho cái mặt móng của mình nó mịn luôn. Thành ra mình không có cần quay trở về nữa. Còn nếu mà mình cảm thấy là cái mặt móng của mình chưa mịn thì mình có thể đi lại nha mấy anh chị. Mình có thể đi lại không sao hết. Cây XF này thì anh chị có thể là mua tại website nha, 15 đồng một cây. Thì hiện tại là mình có phiên bản dài, phiên bản ngắn, tức là phiên bản mà bình thường đó. Đó, còn cái này là làm theo yêu cầu của anh chị em là muốn dài, làm cho móng dài. Thì thật sự thì nếu mà mình biết cách xài thì cây nào thì mình cũng có thể là xài cho nó nha mấy anh chị ha. Và cây này thì là 15 đồng một cây nha mấy anh chị. Anh chị có thể là mua tại website. Và anh chị có thể là tới location 1 của mình là Silam Supply 7495 Anaconda Garden Road 92841. Hoặc là CL Nail Supply địa chỉ là 9872 Westminster Sushi Garden Road 92844. Và tất cả các lớp học, về thông tin về lớp học hay là demo show thì anh chị có thể là gọi vô số phone công ty 714-804-9818 nha. Và sắp tới là cô Sinh cũng có demo tại Oklahoma, TNT Nail Supply nha mấy anh chị, và Florida. Florida thì cô Sinh sẽ có lớp thôi. À, rồi, thế là mình đã xong cái phần mà đắp bột chạy máy rồi. Đó, à, rất là xinh nha. Ok, dạ, tháng mấy mới có... À, anh Kevin ơi, tháng 5 nha, lát em sẽ gọi cho anh. Tháng 5 là em sẽ có lớp tại Garden Row nha mọi anh chị ơi. Tháng 5 là cô Sen có mở lại lớp tại Garden Row vào tháng 5, từ cơ bản tới nâng cao nha mấy anh chị. Tại vì tháng 4 là cô Sen hơi bận á, remodel công ty nè, rồi rất là nhiều việc luôn. Thành ra là không sắp xếp mở lớp được. Thì lớp của mình thì cô Sen lúc nào cũng nhận số lượng giới hạn thôi. Tại vì dạy mỗi tháng mà. Thành ra là đôi lúc mình không có nhồi nhét được mấy anh chị. Nên là ra mỗi lớp như vậy đó, chủ yếu là mình về chất lượng thôi. Số lượng thì mình cũng không sao hết. Đó, chủ yếu là hạ mình số lượng là mấy anh chị tới, bao nhiêu anh chị tới là bao nhiêu chị học được là mình thấy vui rồi mấy anh chị. Rồi xong. Nên tháng 5 là cô Sinh sẽ mở lại lớp cho mấy anh chị nha, tại Garden Row. À, cái này chưa nè. Rồi, thế là đã xong. À, lát nữa bên này là cô Sinh sẽ dụ luôn. Tại vì để cho cái thời gian của mình nó ngắn hơn á. Thì bên này thì cô Sinh cũng lấy xếp y chang bình thường ha. Đây, để chạy cho cái này xong. Bắt đầu là cô Sinh sẽ bye bye và hẹn gặp anh chị trong những cái like tiếp theo nha. Tại vì lát nữa là cô Sinh có một cái design nữa. Nhưng mà để cô Sinh xong cái đó đã. Để tiết kiệm thời gian cho anh chị khi mà anh chị coi lại like đó thì nó sẽ dễ hơn đúng không. Và mình cũng hình dung ra được cái design nó như thế nào rồi. Ok, chào Christine, mượn cái tay. Rồi, một bên là dũa xong, một bên là chưa có dũa nha. Thank you mấy anh chị rất là nhiều. Và anh chị có thể là mua và ủng hộ sản phẩm của công ty Silam Supply qua số phone 714-804-9288. Là cô xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ, đầu tuần vui vẻ nha. Và hẹn anh chị trong những cái live tiếp theo. Bye bye.